các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim AirDrop nhận được 100 đồng token crypto ở CS nhé. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 1 tỷ, đã có 268 tài khoản đâu đây và phát sinh 640 lần giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn chỉ cần lên website claim AirDrop nhé, lên truy cập website được mình thì phải dưới mô tả ở đây nhé. Sau khi vào được website, các bạn làm theo 20 giờ trên quốc gia cho mình, lúc 1 sẽ chắc có chắc. Để sử dụng các copy project này ở đây, các bạn quan sát những meta block có cái chữ đó các bạn nhé. Bạn import token và dán địa chỉ token vào, ký hiệu là C với ngang F, số token 18 nhé. Các bạn nhấn add token và import token để thêm mới token vào nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token đăng ký, các bạn quay trở lại website claim AirDrop nhé. Tiến tới bước hai, nhấn vào link rút gọn này để nhận token. Chương trình AirDrop có tất cả 136 người nữa. Các bạn nhấp vào đây để tham gia AirDrop nhé. Rồi, vào đây là phần mua, các bạn có điều kiện thì sẽ xuất hiện hoặc là 05 để bên lên đây để mua ra. Và vận động các bạn có plan để nhấp vào này. Rồi, đây có cân đối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cân đối này. Chúng ta là 0.0.0.661 là được nhấp xác nhận cho mình. Giao dịch đang xử lý đây. Các bạn có thể truy cập vào website claim AirDrop trên đất để cập nhật những dự án miễn phí tổng thể các cần mới nhất trên nền mạng và lịch sử các chơi đây. Các bạn cho các tài khoản của các sàn giao dịch tiền điện tử, các bạn có thể vào đây đăng ký để nhấp vào đây để đăng ký và ủng hộ kênh nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 100 đồng token CS crypto từ CS. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.